nghĩ như vậy cho nên căn cứ trật tự này đang nhân dân chạy đến các chốt cửa. Chú đạo Nguyễn Văn Vẻ bên ngoài này không kịp trở tay, đàn dân biểu hội đã đặt quanh người chú đạo Nguyễn Văn Vẻ và bà bên trong trung tâm. Và để biết được đàn dân biểu hội đã thấy gì, xin mời đàn cái đường vô chỉ có 2 người. Nó có khẩu trang, mọi người đeo rồi mình khỏi đeo. Không phải là cái gì đội của mình được đi qua cái cánh cửa này một cái. Phải nói là những gì đế chế Mỹ đã để lại đều có thể hái ra tiền. Hôm nay chúng ta là đang tận hưởng á, giá trị văn hóa cao quá. Chuồng cọp. Cảnh tra tấn hồi xưa ha. À, mấy cô chú hồi xưa là bị cột chân như thế này, cho mặc quần slip, quần xà lỏn, có người không cho mặc quần luôn, trần chuồng luôn. Nóng quá, nóng. Một tù này là chứa khoảng 5 người. Có lỗ thông gió không chú? Có gắn máy lạnh không?